Đối với mình thì là một cái comment hẩm, một cái comment ngu. Tại vì đồn, có phải là đây là một cái comment chửi không vậy? Đồn nghe nó chửi anh kìa. Tao muốn gặp thằng tài nhớt. Má. Tính ra sáp Suvacito ở Quảng Ngãi có 150k có khi còn tặng mà ở đây bán đắt vừa lời. Bởi vậy lương anh em for râu toàn là hai mấy ba chục không à. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một cái reaction của mình ngày hôm nay. Tại vì có rất là nhiều cái comment thú vị cho nên hôm nay mình muốn show lên cho tất cả mọi người coi. Không biết phải nói sao nữa thôi, nhưng mà bắt đầu thôi ha. Đây là một comment của bạn Nguyễn Trung. 30 năm nghề ai làm chứng? 30 năm đó chú em làm kiếm tiền nuôi bản thân chú em, chứ có nuôi cho học viên đâu. Học viên nó học cách thức cơ bản cái hớt tóc, còn kinh nghiệm thằng thầy dạy tóc nào nó cũng có, cho học trò tự chảy cũng có, cái kinh nghiệm thằng hớt tóc nào cũng như nhau thôi, không có tầm cỡ cao siêu lắm đâu để cao cái kinh nghiệm của mình 30 năm nghề. Ê, hình như là đúng cái thằng Nguyễn Trung này nó đéo hiểu cái câu này của mình á, nghĩa là nó đéo hiểu, nghĩa là sao là sao á. Cao cái kinh nghiệm 30 năm nghề của anh đó. Anh đồng. Mà năm nay anh bao nhiêu tuổi? Xin lỗi mọi người luôn, thật sự là phải nói luôn á, là như là thứ nhất á, là bạn Nguyễn Trung này nè, là bạn đã hiểu sai cái ý của mình rồi. Thật sự ra đó là mình nói ở đây á, là lấy các bạn 20 triệu để cho đúng, là mình cho các bạn một cái cơ bản, một cái gì đó để mà các bạn bước ra ngoài kia. Nhưng mà từ cái cơ bản đó là nó sẽ cho các bạn một cái chặng đường rất là dài, cho các bạn một cái tương lai, chứ nó không phải là giống như bạn này nghĩ là bạn này nói là gì học viên có cách cơ bản rồi, cách hớt đồ này nọ kia, kinh nghiệm thì thằng thầy nào tóc cũng có là sao, rồi cho học trò tự chải cũng có. Thì rõ ràng cái đó là đúng mà, cái đó là đúng mà. Nhưng mà tại vì nếu như mà không có cơ bản, không có những cái bước đệm đầu tiên thì làm gì có những cái nâng cao, thì làm gì có những cái các bạn từng trải. Các bạn không biết gì hết sao các bạn trải, đúng không? Thật sự ra là mình cũng không có bao giờ mình dám ha. Mình không bao giờ mình gọi là mình không bao giờ dám luôn á. Nhưng mà mình không bao giờ mình dám đề cao cái khả năng của mình. Cái khả năng của mình là mình phải để cho xã hội ở ngoài kia, mình phải để cho những cái người xung quanh mình, những người đã tương tác với mình hay là những người đã từng xem mình đó, họ đánh giá. Rồi, ok, câu tiếp theo. Hàng Phi. Được bao tuổi mà nói 30 năm? Ok. Hoàng Phi này thì thấy là để hình cắt tóc thì chắc là cũng là thợ tóc. Thì lại thêm một cái comment nữa, rất là không phải là thú vị nha. Đối với mình thì là một cái comment hẩm, một cái comment ngu. Tại vì mình không có nói ở trong cái này các bạn đọc sai và các bạn hiểu sai. Cái tư duy của các bạn nó chỉ đến mức độ đó thôi. Thì cho nên là mình cũng sẽ đơn giản, cũng chỉ nói là bạn đang comment một cái rất là lạc đề. Nhưng mà thật sự ra để mà nói thì rõ ràng là ở đây mình không cần biết là bao nhiêu tuổi nghề, mình không cần biết ha. Mình chỉ comment bạn là bạn đang hiểu sai cái tip này là thứ nhất. Thứ hai là đây là cái kênh của mình, cho nên là sẽ có những cái nó trực quan và nó theo cái phong cách của mình. Chứ mình không có nói là mình trong video đó, bạn nếu như bạn click vô bạn xem thì bạn sẽ thấy được là mình không có hề nói bất kỳ một cái gì đó ở trong cái video đó là mình 30 năm nghề hết trơn đó. Mà mình nói 30 năm này ở đây á, trả lại cho các bạn 30 năm, nghĩa là bạn sẽ sử dụng cái nghề đó để mà các bạn sống tiếp 30 năm nữa là ít nhất. Là ít nhất nếu như mà các bạn vẫn còn theo cái nghề thì các bạn phải hiểu cái câu này nó là như vậy đó. Đơn giản là vậy thôi. Cảm ơn bạn Hoàng Phi đã có một cái comment ngớ ngẩn như vậy. Theo Tùng Lê. Tôi thấy người ta lấy 20 triệu để dạy các ông một nghề để có thể nuôi sống bản thân, cũng xứng đáng chứ. Nếu các ông học hành chăm chỉ thì sau 12 năm học sinh xong phổ thông thì học thêm 5 năm đại học thì cũng chỉ ra đời kiếm cái nghề thôi. Ồ, bạn Tùng Lê này ok. Bạn Tùng Lê này thì đối với Hiền ha, thì Hiền thấy là ok. Thứ nhất là bạn mình cũng không dám so sánh cái chuyện mà học nghề. Mình cũng không có cổ suý cho cái chuyện là không đi học đại học hay là không đi học chữ để đi học nghề. Cũng kiếm tiền, cũng vậy, cũng thế này thế nọ kia. Nhưng mà trên thực tế thì rõ ràng là có rất rất là nhiều anh em, có rất là nhiều bạn bè, có rất là nhiều khi người ta chưa có tốt nghiệp cấp 2 luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ là đã chủ này chủ nọ hay là đại loại là vậy, thì có thể là
một phần nào đó là người ta may mắn, một phần nào đó người ta hay, một phần nào đó người ta đỉnh, trong cái có năng lực đó, đại loại là vậy. Thì còn cái việc mà các bạn so sánh cái chuyện là bỏ ra 20 triệu, nói thiệt chứ các bạn, chứ nói thiệt, mình làm cái nghề này mình biết, nhiều khi các bạn bỏ ra 20 triệu vậy thôi, nhưng mà các bạn lấy vốn cực kỳ nhanh luôn. Có mấy ông, một là giỏi, ra làm thợ liền, thì người ta chỉ mất có 1-2 tháng thôi là người ta đã lấy vốn. Cái vốn mà người ta bỏ ra người ta học thì cái đó nó quá là tốc độ luôn các bạn, cực kỳ nhanh luôn. Và những cái khoảng thời gian còn lại là họ chỉ tập trung vô cái chuyện là khả năng của họ, nâng cấp cái khả năng của họ lên, và dần dần họ bắt đầu họ lấy lại với cái nghề này thôi. Và thực sự là mình đang làm một cái blog và đọc comment về cái nghề tóc, cho nên là mình sẽ tập trung vào chính về cái nghề tóc, chứ mình sẽ ít nói với những cái nghề khác, tại vì mình không có biết gì về những cái nghề khác hết, cho nên mình không có nói được. Một lần nữa cảm ơn Tùng Lê. Việt Nam chưa đủ tay nghề mà cắt như vậy đâu. Xem mấy thằng Mexico lên YouTube nhìn học đẹp hơn mấy cha ơi. Nếu như mà Thịnh Bùi nói như vậy ấy, thì thật sự là Thịnh Bùi là chỉ coi YouTube thôi, cho nên là Thịnh Bùi không có ở trong cái giới gọi là barber ở Việt Nam. Thì thật sự ra để mà nói thì Việt Nam mình á, là một trong những cái đất nước mà có cái đôi tay mà khéo léo nhất Đông Nam Á này. Nói về nghề mà làm về tay chân nha, cái đó là nói thiệt, và ngay cả thế giới họ cũng công nhận cái việc đó luôn. Bạn Thịnh Bùi này có vẻ là không có ở trong cái, không có nhiều friend, nhiều bạn barber giỏi ở Việt Nam, cho nên là chưa có nhìn thấy được những cái tác phẩm, những cái tốt nhất của Việt Nam. Mà thật sự ra là các bạn Việt Nam mình cũng đang hơi có một cái gì đó gọi là khép kín, nghĩa là hơi underground xíu đó, cho nên là nhiều người không có thấy được cái tài năng của các bạn. Và rõ ràng là làm cho bạn Thịnh Bùi này nghĩ là đánh đồng những cái người đang public mà không có cắt đẹp, đó là một cái tư duy rất là nhỏ bé của Thịnh Bùi. Thấy nhiều người chửi thằng thợ cắt chứ mình thấy bình thường, bản thân tâm lý ai mở tiệm cũng mong muốn những khách quen mình đến cả, kể cả hot tóc hay cà phê quán ăn gì đó. Còn người khách có đến hay không thì do thằng thợ thôi, chả phán xét gì ai, chứ nói vậy thì khách thuộc về tiệm, thì thợ cắt cần gì nói chuyện vui vẻ với khách, đôi lúc người khách đến với tiệm cũng vì một người thợ nào đó họ ưng thôi. Ok. Mấy cái clip tranh cãi vui. Thật sự ra để mà nói các bạn, mấy cái clip đó là một trong những cái tình huống mình dàn dựng lại ở trong cái xã hội hiện nay ha. Thực sự ra là nó có thật chứ không phải là nó không có đâu, không? Nghĩa là mỗi người một tính đó. Nghĩa là có thể là cái nhân vật ông sếp đó ở trong cái video đó thì cái tính cách của cái người sếp đó là như vậy, nhưng mà đôi khi thì số người sếp khác thì lại có những cái ứng xử khác đó, cho nên là nó sẽ không có đồng hóa tất cả, đánh đồng tất cả một ai ở trong này hết. Cái chuyện mà khách khứa đến như thế nào thì rõ ràng là nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Tôi mà có học trò như vậy chắc khóc ướt gối quá ông dâu. Tôi mà có học trò như vậy chắc khóc ướt gối. Yeah, I cry too. Tôi cũng khóc luôn các bạn. Đúng là cái này thật sự luôn nha. Cho đến dạo gần đây á, là cái chuyện này nó, nói chung là trong cái nghề này á các bạn, trong cái nghề này thì nó xảy ra cái chuyện đó, là cái chuyện đó là một cái rất là tự nhiên, cái đó là một cái rất là bình thường. Ngày xưa đó, mới đầu vô nghề á, là 2015 á, thì mình rất là mơ màng về cái chuyện này, và mình rất là bỡ ngỡ khi mà mình chưa có hiểu được hết cái tâm lý của con người thời điểm đó. Thì dần dà thì mình lúc đầu mình cũng buồn lắm, đúng, lúc đầu buồn banh xác đục, ra cà phê mình ngồi suy nghĩ đồ này nọ kia, nói chung là bad trip lắm các bạn, nói chung thời điểm nó cực kỳ bad trip. Độ má như chia tay bồ vậy ba, rệu rã, nói chung là ghê kinh khủng lắm. Cho đến bây giờ thì mình cũng hiểu được là, và mình cũng nắm được cái tâm lý một phần, có thể là do là chai rồi á, kiểu bị nhiều quá quen rồi, chai rồi hay sao mà không biết nữa. Cái giờ mình cảm thấy là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, và cái chuyện đó đến cái lúc đó, đến cái thời điểm đó họ cần phải đi và họ sẽ đi vậy thôi. Họ đi để họ trưởng thành hơn, họ đi để họ thành công hơn, họ đi để họ tốt hơn, hoặc là ngược lại đó. Cho nên là sẽ có những cái khúc mà trong cuộc đời của mình là chỉ có bản thân các bạn
làm chủ cái điều đó thôi. Ông muốn làm chủ, cả thiên hạ làm công cho ông quá. Quan trọng cái ông có, thằng đệ tử không có mới quan trọng, xàm xí. Đồ, có phải là đây là một cái comment chửi không vậy? Đồ, nghe nó chửi anh kìa. Là nói ví dụ như giờ mình có xe hơi là đệ tử mình nó cũng sẽ có xe hơi. Không, cái đó là sắp tới đó các bạn. Cái đó là chuyện của tương lai á, mình cũng biết mà. Nói chứ thực sự ra là anh em nào mình cũng cởi mở nhất có thể và làm thoáng nhất có thể. Bởi vì lương anh em for râu toàn là hai mấy ba chục không à. Cái này là mình nói thiệt. Cái mức độ của anh em sống là vậy. Còn cái chuyện mà họ có cái đó hay không á, nó phụ thuộc vào cái cá nhân của cái người đó lắm các bạn. Nó phụ thuộc vào cái sự để dành, cái sự cần kiệm, cái sự sinh hoạt của họ nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nó thì họ sẽ có một cái áp lực riêng và mình cũng có một cái áp lực riêng. Nó sẽ là tỷ lệ thuận với những cái gì mà họ làm. Tất cả những cái đó nó sẽ là tỷ lệ thuận. Ok. Chứ còn mà nếu mà nó tỷ lệ nghịch thì không ai đi làm cho mình. Nói thật, không ai đi làm cho mình. Ông muốn làm chủ, cả thiên hạ làm công cho ông quá. Quan trọng cái ông có, thằng đệ tử không có mới quan trọng, xàm xí. Đồ, có phải là đây là một cái comment chửi không vậy? Đồ, nghe nó chửi anh còn cái đó. Nhưng mà anh thấy nó hơi nhớt, nó hơi dính. Anh chưa bao giờ thử cái đó hết em. Nhưng mà anh thấy nó hơi nhớt, nó hơi dính. Nó hơi nhớt, nó hơi dính.